Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tân Biên xuất hiện hai đối tượng tuyên truyền, dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia hoạt động liên quan đến pháp luân công. Các đối tượng nhắm đến những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết, đang mắc bệnh hoặc là có người thân mắc bệnh để dụ dỗ tham gia tập luyện pháp luân công. Cụ thể, trước đó vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, ông TVN, sinh năm 1971, ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, đã đến khu vực chợ cũ, xã Hòa Hiệp, thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp để gặp gỡ phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở các điểm ăn sáng, cửa hàng tạp hóa. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, tại khu vực ngã tư xóm Chàm, thuộc ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, ông TVN tiếp tục gặp gỡ nhiều người, phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho người đi đường. Công an xã Thạnh Bình và Công an xã Hòa Hiệp đã thu giữ 21 cuốn tài liệu với các nội dung nói về phương pháp tập luyện và trích dẫn một số chính sách hành động, một số sự kiện nổi bật liên quan đến pháp luân công. Tiếp đó, ngày 24 tháng 9 năm 2023, Công an xã Mỏ Công phát hiện ông BVH, sinh năm 1961, ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, đang hướng dẫn 12 người dân địa phương tập luyện pháp luân công tại ấp 1 xã Mỏ Công. Công an xã thu giữ 11 cuốn tài liệu có tiêu đề Chuyển pháp luân pháp giải, chuyển pháp luân. Qua làm việc, các đối tượng cho rằng luyện tập pháp luân công thì dù có bệnh hiểm nghèo cũng không cần đến bệnh viện chữa trị, không cần uống thuốc sẽ tự khỏi bệnh. Đây thực sự là điều phản khoa học và không thể xảy ra. Pháp luân công hay còn gọi là pháp luân đại pháp do một người Trung Quốc sáng lập, không phải là một tôn giáo. Những người tuyên truyền về pháp luân công cho rằng ngồi thiền và tập luyện các bài công pháp có thể chữa bách bệnh, làm cho linh hồn bất diệt. Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội như vụ án Phạm Thị Thiên Hà, cầm đầu một nhóm tu luyện theo pháp luân công đã thực hiện hành vi giết người phi tang sát ở Bình Dương vào tháng 5 năm 2019. Pháp luân công ở Việt Nam không phải là một tổ chức tín ngưỡng tôn giáo, do vậy pháp luật Việt Nam không công nhận, không cấp phép đăng ký sinh hoạt đối với pháp luân công. Không để pháp luân công hoạt động phát triển, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công an huyện Tân Biên khuyến cáo, nếu người dân phát hiện các đối tượng tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo, tán phát tài liệu tập luyện pháp luân công, thì báo ngay số điện thoại đường dây nóng của công an huyện 02763 874013 hoặc công an địa phương nơi gần nhất để xử lý kịp thời.